Mình trước đây thường thích tập gym hơn, do tính chất công việc phải có chế độ quản lý cơ thể khá nghiêm, một tuần tập 3 buổi gym và một buổi yoga, có khi cúp luôn. Nhưng dạo gần đây không hiểu vì sao mình lại dành nhiều thời gian hơn cho yoga. Chắc do cuộc sống của mình có quá nhiều bộn bề và căng thẳng nên bản thân có nhu cầu tìm về với bản ngã, về với những điều tự nhiên bên trong mình. Vào thời điểm hiện tại có rất nhiều cơ sở yoga uy tín ở trên khắp nơi và mình lựa chọn Viva Sport Center. Điều khiến mình quyết định gắn bó lâu dài với Viva Sport nằm ở chỗ mỗi bài học đều được thiết kế theo chuẩn quốc tế, phù hợp với cơ địa và thể trạng của cá nhân, giúp mình cải thiện cả về sức khỏe lẫn về tâm hồn. Ở đây mình được học cùng với giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp từ Ấn Độ, uống nắng cho đến từng nhịp thở, hướng dẫn và chỉnh sửa động tác một cách chuẩn xác và kỹ lưỡng, mang đến cho mình một trải nghiệm yoga thực sự khác biệt. Không gian phòng học cũng như khuôn viên thoáng đãng, rộng rãi, sạch sẽ và đầy đủ dụng cụ để tập luyện. Mỗi buổi học mình cảm giác như một chuyến phiêu lưu đầy năng lượng tích cực và healing. Trên HDU đang có gói trải nghiệm 26 buổi tập cùng giáo viên Ấn, chỉ có 399 thôi nè. Tính ra một buổi tập chưa tới 14 cành, rất là hời luôn. Chi nhánh tôi để trên màn hình, mọi người có thể vào trang để tham khảo nha.